Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2018. Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là rất vinh dự được đón tiếp chú Tiến. Chú đến từ Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội về ký nhận bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ bụ ta Quảng Bình, hàng VIP, to cao, dài rộng và dày hơn hàng thông thường rất nhiều. Trên mình quý vị đang thấy đây là chú Tiến, chú đến từ Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Bộ ghế này nó rất to, rất dày và cao, dài rộng hơn hàng thông thường rất nhiều. Và bốn vách của vách đục, vách gỗ đục cũng là rất nhiều khách hàng. Mỗi khách hàng có sở thích riêng, khách hàng thì thích vách đá, khách hàng thì thích vách đục. Lên với tôi là luôn luôn chiều theo khách hàng. Khách nào có nhu cầu sở hữu các sản phẩm tương tự này, Thành Luân tôi vẫn còn rất nhiều. Khách có thể vào trực tiếp để tham quan và mua sắm. Tại cơ sở 1, Thành Luân tôi đang trưng bày khoảng 4 bộ trường kỷ, 4 bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ bụi Quảng Bình này. Chú Tiến, chú đến từ Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Bây giờ ký nhận bộ bàn ghế móc mỏ. Ok. Hai cái đôn nữa chú. Trên mình quý vị đang thấy đây chú Tiến đến từ Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Hiện đây, đôn kẹp đây. Và chú ký cả đôn này nữa. Kênh nha, mỗi người một tay. Ok. Video quý vị đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, là tại đầu thôn Ngải Kê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn chú Tiến đã tin tưởng mua hàng của Đồ Gỗ Thành Luân. Xin kính chúc chú và rình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Thành Luân xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.